tầng rộ, tôi vẫn ra thêm mà anh nữa, đẹp trai phong độ luôn, còn nói gì nữa. Ngoài 4 em ngồi đó, 36 em ngồi đây cũng nao núng lắm. Hãy nhớ đến chương trình của chúng tôi, Tần Số Tình Yêu, được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Vâng, và đã gặp gỡ chàng trai đầu tiên, xin hỏi em tên gì mà sao hát hay vậy, quê ở đâu, có bộ chưa? Xin chào anh Vinh ạ. Xin chào chị ạ. Em là Đức Anh và em đến từ Nghệ An. Sau tất cả, với từng ấy những khoảnh khắc cùng bước qua, chúng ta lại trở về là hai kẻ lặng thinh với chính chúng ta của hiện tại. Tiếc không? Có chứ. Dẫu gì cũng là một miền ký ức đẹp, hôm nay cũng chỉ mong kiếm tìm một chút rung động tần số để có thể nắm tay được một cô gái nào đó, tiếp tục hành trình yêu thương vô điều kiện này. Cái nghề em đang theo đuổi cũng là đam mê của em, là ca hát ạ. Đây là ca sĩ chuyên nghiệp. Em đang là người đi hát ở phòng trà thôi, còn em thì em không dám gọi em là ca sĩ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp là em chỉ làm đúng một nghề đó, gọi là chuyên nghiệp rồi. Còn em tên gì, ở đâu, làm nghề gì, có người yêu chưa? Em tên là Chí Đại, công việc của em hiện tại là một diễn viên và một MC. Bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có bồ? Tính tới thời điểm hiện tại thì vừa tròn 27 tuổi. 27 nồi bánh chưng. Dạ đúng rồi, chưa nóng tay ai bao giờ hết. Em có tin vào tình bạn khác giới không nè cô bé? Anh thì có đấy. Không những thế, một trong số tình bạn của thanh xuân khi ấy còn từng trở thành một mối tình đẹp. Nhưng cũng vì đẹp nên có nhiều tiếc nuối. Mong rằng tại thời điểm này, khi bản thân chẳng còn những hối hả vội vã, thì nhân duyên gặp gỡ tại Tần Số Tình Yêu sẽ chẳng còn nhiều tiếc nuối như ở tuổi chớm đôi môi. Chưa nắm tay bao giờ. Không nóng thì không đúng. Làm công việc này nóng tay rất là nhiều người. Nhưng mà thật sự tính tới điểm hiện tại thì em vẫn là một người độc thân, cho nên mới có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Còn em? Năm nay em 25 tuổi ạ. Thực sự về chuyện tình yêu của em thì chắc là hơi lận đận một chút. Từ khi em vào Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều người để em quan tâm và người ta quan tâm em. Nhưng mà hiện tại bây giờ cũng chưa phải là chuyên nghiệp đâu, nhưng mà người ta thấy em ở trên sân khấu khá là nhiều. Và người ta sẽ nghĩ là anh này là người của như này như kia, thì không biết là mình có của được anh ta hay không. Thế nên là đến tận bây giờ em vẫn đang ý. Nhưng mà em mong muốn tìm một người yêu như thế nào? Em muốn một người nào để đi xa cùng mình. Rồi vậy thì chị cũng mong là anh em kiếm được một người nắm tay em về ra mắt ba má. Còn bây giờ bốn đứa mình đẹp trai đẹp gái đi về thẳng cái ghế của mình để xem coi bốn cô ngày hôm nay là ai. Mời các em. Vòng đầu tiên của chương trình hôm nay có tên gọi là Đi Tìm Tần Số. Hãy cùng xem bốn hình dáng của bốn cô gái ngồi bên trong kia như thế nào nha. Xin mời. Bản tin kìa. Cô gái thứ nhất giới thiệu về mình, xin mời. Dạ xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Em năm nay 20 tuổi. Công việc hiện tại của em là quản lý nhân sự. Em có một sở thích là ăn uống và nghe nhạc. Có một sở thích đặc biệt nữa là xem phim ma trước khi đi ngủ. Em đến chương trình này để tìm một chàng trai có thể thay thế cái sở thích đó của em. Ví dụ? Dạ hát cho em nghe có em có thể dễ ngủ hơn. Rồi mời bạn số 2. Dạ em xin chào mọi người. Em là Thủy Tiên. Năm nay em 21 tuổi, em đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay em đang là sinh viên của trường Đại học Văn Hiến. Sở thích của em là nghe nhạc, đi bộ, vẽ tranh. Và em tham gia chương trình này mục đích là để tìm kiếm tần số cho riêng mình và có thể cùng người ấy vẽ lên một bức tranh tình yêu thật đẹp. Em làm bên Google hả? Không, em số 2 này á là ngày xưa các bạn có nhớ là khi mà mình đi học á, cô giáo đọc lên và cái người sẽ được chọn để đọc lại, để viết chính tả cho đúng á, thì chị nghĩ em là cái người sẽ được chọn đọc lại rất là rành rọt từng chữ từng chi tiết một. Em học ngành gì ạ? Dạ em học kế toán kiểm toán ạ. Đúng, em nên học kế toán. Với giọng đọc của em thì không một người nào sai con số được. Dạ. Rồi mời bạn số 3. Dạ em xin chào hai MC ông Tơ bà Nguyệt đang xe duyên tần số
cùng hai anh hoàng tử đang tuyển chọn ngoài kia. Trời đất ơi, em chào luôn ban hội chị em gái cũng rất là hồi hộp với em trong này. Em tên là Huỳnh Đông Nghi, hiện em là sinh viên trường sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn sân khấu. Em tuổi con mèo nhưng biệt danh là con ngé. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê gốc của em là miền Tây Long An, rất nổi tiếng với bài Dạ Cổ Hoài Lan. Em ca không hay, đàn rất là dở nhưng mà em có thể mạn phép hát được một bài Dạ Cổ Hoài Lan của quê em không ạ? Được em. Được. Từ là từ phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luống trong tinh chàng, nắm canh mơ màng, em luống trong tinh chàng, ôi gan vàng quặn đau ý à. Đúng như là giới thiệu luôn, em là một cô gái chân thật. Cho nên em rất mong là sẽ tìm được một ai đó dạy cho em hát. Xin mời bạn thứ tư, bạn cuối cùng. Em xin chào tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hồng Thắm, năm nay em 25 tuổi, hiện tại em đang mở spa ở Hóc Môn. Không biết là hai chàng trai của chúng tôi sau khi nghe bốn cô gái giới thiệu về mình thì có ấn tượng với cô nào không? Đầu tiên thì theo Đại nghĩ là ấn tượng với bạn thứ tư, bởi vì công việc của bạn đang làm đó là spa. Chị cũng ấn tượng giống như Đại là vì cái giọng của họ rất tự tin. Cái bên thì tôi hơi thú vị với cái bạn mà chân thật, tôi cao ngay tôi đờ nghe cũng dở, nhưng bạn đó lại chọn về nghề đạo diễn thì bạn đó óc tư duy rất là tốt. Vậy còn Đức Anh? Thực sự thì em lại là một người rất là sợ phim ma. Không dạ. Có một lần em cũng chia sẻ luôn là lớp 11 thì phải, em với một người bạn thân cũng con trai vào rạp xem phim, vào đúng xem kiểu trailer của nó ấy, 15 phút xong đi ra luôn. Tại sao? Sợ quá. Nhưng mà đối với bốn cô gái ngồi trên này thì em cũng ấn tượng với cô số 4. Dạ, lo cho mình đẹp tuyệt trần cái lên sân khấu mình hát. Hợp lý hơn. Lời giải thích hợp lý hơn. Rồi vậy là hai bạn cùng ấn tượng với bạn số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là ốp lưng điện thoại của bốn cô gái này như thế nào. Hỏi luôn bạn số 1, bạn ơi sao bạn lại chọn cái ghế trống có con mèo? Dạ cái đó cũng như là trong cái căn phòng của em, mỗi khi em đi làm về thì chỉ có một mình em thôi. Tại sao em lại chọn cuộc sống một mình? Gia đình em như thế nào? Ở đâu? Hiện tại gia đình em đang ở ngoài quê, còn em sống ở thành phố Hồ Chí Minh một mình được khoảng 2 năm mấy rồi anh. Anh chị ơi cho em hỏi là hai bạn nam ngoài đó có sở thích như thế nào ạ? Đức Anh, sở thích của anh là không xem phim ma. Thích nuôi mèo không? Em thì thích chó hơn. Thấy chất chết rồi đó nha, thấy là cái như là ông thích coi mà cho ta có chữa. Con mèo cái ông đấy, ông thích nuôi mèo, thích nuôi chó. Còn cho em bảo chữa một chút. Bảo chữa đi nè. Thì em thích chó hơn thật, nhưng mà nếu mà bạn gái của em thích mèo thì cũng ok thôi. Nuôi mèo. Vâng, em cũng nuôi mèo được. Hai anh có thích ăn uống không ạ? Cá nhân Đại thì rất thích ăn uống, theo mấy kiểu cảm giác gia đình đó thôi. Dạ, anh thích món gì? Miền Tây thì rất là thích thịt kho hột vịt nè. Hổ qua vô. Hổ qua hầm các kiểu chị ha. Đó, đúng đó rồi. Là một trong những cái món mà cơ bản mà Đại rất thích. Còn nếu mà cơ bản nữa là hổ qua xào trứng là lẽ nhất. Anh cho em hỏi là anh có thích món miền Trung nào không ạ? Anh rất là thích mì Quảng. Thôi nói chung là cái sự ăn uống của em với lại chỉ Đại lát nữa bàn bạc lại. Bây giờ mình trở lại với bạn số 2 nè. Dạ. Không có ốp lưng luôn phải không em? Dạ đúng rồi. Bạn số 3 ơi. Dạ. Cái đó là ốp lưng hay là cái điện thoại không có ốp lưng ạ? Dạ, điện thoại em không có ốp lưng. Lý do em? Tại vì em thích cái sự mộc mạc vốn có của nó, với lại nó tập cho em tính giữ gìn đó chị. Với lại cái điện thoại này cũng là em mới mua gần đây. Điện thoại trước của em á, nó cũng có hình thù hoạt hình như các bạn, nhưng mà em gửi cho ba em nên thành ra em phải sử dụng cái này. Em để cái hình gì? Em để cái hình gì? Hình Pikachu màu vàng. Rồi ba cũng giữ cái địa hình mà có. Dạ, cái hình mà hoạt hình ở ngoài luôn. Dạ. Cho em hỏi thêm nữa nha. Anh Đức Anh, hồi nãy anh nghe em hát dở lắm đúng không anh? Dở lắm em. Dạ, vậy anh có thể mang em về dạy hát cho em không? Nghe hát xong thì anh có một điểm, gọi là một điểm cộng đi. Anh rất thích một cô gái tự tin về mình. Tuy rằng có thể hát không hay, nhưng cô ấy tự tin vào những gì cô ấy đang có và muốn người con trai kia phải yêu những thứ đấy của cô ta. Anh dạ, muốn như vậy. Đó cũng là quan điểm của em luôn đó anh. Bưng hai đứa về, đứa hát hay ơi là hay. Đứa hát nhưng mà đổi lại em nấu ăn rất ngon. Đó. Nấu món bắt được không em? Em đang giỏi về các món miền Tây thì em sẽ giới thiệu ẩm thực của mình cho anh. Còn về em sẽ học thêm để cho anh được ăn món em nấu. Đúng rồi, chị trước đây là chị chỉ nhà nấu thôi. Nhưng mà khi mình lấy chồng Bắc á, thì mình hỏi ảnh thích ăn cái gì. Còn cái mình học từ từ là mình sẽ nấu được món Bắc thôi. Em đang định hỏi là anh thích ăn món gì á? Anh cần một người nấu cho anh ăn và anh ngồi ăn cùng thôi. Còn món gì thì miễn là người mình thương nấu cho mình là mình ăn à. Còn em hạnh phúc nhất là nếu mà người đó sẽ cùng nấu với em. Bây giờ yêu đương cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó có màu hồng hết trơn á. Anh phải tin em và cho em cơ hội chứ. Ý trời ơi.
tấn công như vũ bão luôn á. Không nói gì nữa. Hồi qua số 4 Đại ha. Ơi. Em thấy là xác định ngay từ đầu rồi mà chị. Dạ, ăn gì cũng được. Ăn gì đó. Cũng được rồi, xong rồi dạy hát các kiểu nữa. Dạy hát các kiểu, em làm ơn chàng qua số 4 nè. Em đã chàng ngay từ đầu rồi chị. À, số 4 ơi. Dạ. Bên ngoài hình như là em đang mặc áo dài đúng không? À, dạ em bận một cái đầm mà nhưng mà có cái tài giống áo dài ạ. Rất là ấn tượng với những bạn nữ nào mà Việt Nam á mà thích áo dài và đặc biệt là mặc áo dài đẹp. Và cái thứ hai nữa đó là tóc dài. Thông ơi, người yêu lý tưởng của em mẫu như thế nào ta? À, dạ người yêu lý tưởng của em thì em không cần phải quá đẹp về ngoại hình đâu ạ. Nhưng mà trước tiên là em phải cần là một người tử tế, chân thành và biết tôn trọng người lớn, cũng như là sống chung thủy chứ đừng có hài lòng. Tại vì em sốc nội tâm lắm, như vậy em sẽ buồn, mà em buồn em sẽ giận, mà em giận thì em nóng tính lắm. Cho em hỏi là cái thời gian rảnh của mình là ngày nào ha? Mình là Đức Anh ha. Dạ. Thời gian rảnh của mình thì thường thường là vào buổi sáng, buổi chiều thì mình thường thường sẽ đi cà phê, đi một mình thôi và để nghe nhạc. Còn thường xuyên bận vào buổi tối, tầm từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối. Còn Đại thì tính chất công việc thôi, cũng giống gần giống như Đức Anh. Mình cũng đi phim với lại đi dẫn chương trình nhiều. Giờ giấc không cố định đó. Đa số là mấy ngày cuối tuần. Còn đầu tuần thì thường rảnh tập thể dục thể thao hoặc là học thêm một cái gì đó. Hai anh ơi, cho em hỏi thêm nữa là quan điểm về bạn gái của hai anh như thế nào ạ? Đầu tiên là phải tử tế. Cái thứ hai là tính cách phải hoạt bát rồi xong phải tự lập. Còn em thì cần một người con gái tự tin, biết san sẻ và biết thấu hiểu cho cuộc sống của nhau cũng như tính chất công việc của nhau.